không? Công thức thứ nhất. Công thức thứ hai em cần quan tâm, cứ chỉ nhớ hai công thức này cho cô thôi. Ừ, trong bài nó diễn giải rất chi là nhiều, nhưng mà mấu chốt là em nhớ cho cô hai công thức này là bài của mình là được. Đâu nhỉ? Xác định đỡ tổn thất. Đây. Đây, công thức thứ hai em cần quan tâm cho cô. Đây. Em quan tâm cho cô hai công thức này. Ơ, máy bị nát mà nhỉ? Đây, em quan tâm cho hai công thức này. Dù là một cái mạng điện như thế nào, em cũng quan tâm cho cô hai công thức này. Khi mà mình xác định cái lượng tổn thất điện áp, có nghe rõ cô nói không? Này, R và X, em đang tính cho hai công thức này thì em nhìn này, đều là P nhân với R, Q nhân với X này, và chia cho U này. Đúng không? Hai công thức này nói là một. Khi mà đang nói về đường dây thì R là R của đường dây, X là X của đường dây. Còn nói về máy biến áp thì đây là R của máy biến áp và đây là X của máy biến áp. Đều là P nhân với R cộng với Q nhân X. Đây là P nhân với R cộng Q nhân X. Thế R và X là gì? R và X thì mình đã biết rồi. R của đường dây mình cũng tính được rồi. R của máy biến áp mình cũng tính được rồi. X của đường dây mình cũng tính được rồi. X của máy biến áp cũng tính được rồi. Thế còn P và Q là gì? P và Q là công suất sau cái đường dây hoặc là sau cái máy biến áp đó. Tức là công suất truyền tải sau đường dây hoặc là truyền tải của sau máy biến áp đó. Hiểu ý chưa? Đây là P và Q là công suất truyền tải ở sau cái đường dây. Đang tính cho đường dây thì là công suất truyền tải ở sau cái đường dây đó. Còn nếu mà tính cho máy biến áp thì đấy là công suất truyền tải ở sau máy biến áp đó. Hiểu ý chưa? Đây là hai công thức, nhưng đây chỉ là một công thức thôi. Đều là P nhân với R cộng với Q nhân với X và chia cho U. Đây là đường dây có phụ tải phân bố. Đường dây có phụ tải tập trung, còn đường dây có phụ tải phân bố đều thì nó tính giống y như thế này, nhưng mà ở dưới mẫu là chia cho 2. Hay nói cách khác là R là chia cho 2, X chia 2 thì mẫu vẫn giữ nguyên, U vẫn giữ nguyên. Nhưng lúc này là R chia cho 2 và X chia cho 2. Tại vì là cái phụ tải phân bố đều đấy được thay bằng một phụ tải tập trung đặt ở giữa phụ tải phân bố đều. Cho nên là cái mà mình xác định thông số là R thì mới đầu mình vẫn xác định là gì? R0 nhân với L. Thì khi mà mình tính delta U của đường dây có phụ tải phân bố đều thì lúc này R được chia cho 2, X được chia cho 2. Cho nên mình hiểu rằng công thức này là P nhân với R chia 2 cộng với Q nhân với X chia 2, tất cả chia cho U. Được chưa? Hay vẫn là bằng P nhân với R cộng với Q nhân với X thì chia cho 2U. Bạn hiểu chưa? Nha, bạn chỉ nhớ cho cô hai công thức này thôi, hai công thức này thôi. Nhưng nhìn vào hai công thức này thì hiểu rằng đó chỉ là một công thức, đều là P nhân với R cộng với Q nhân với X và chia cho U định mức. U định mức là cái phần tử đấy nó đứng ở cái mạng định mức nào thì đây là U định mức của cái mạng đó. Cái thứ hai là nếu mà tính cho đường dây thì R của đường dây và X của đường dây, tính cho máy biến áp thì R của máy biến áp và X của máy biến áp. Còn P và Q là gì? P và Q là công suất ở cuối cái đường dây đó hoặc là cuối cái máy biến áp đó. Tức là mình hiểu rằng là cái công suất là truyền tải qua cái đường dây đó hoặc là truyền tải qua cái máy biến áp đó. Ví dụ như sau. Ví dụ như là cái đường dây này thì hiểu rằng là cái công suất S1 này này cũng được truyền qua đường dây 1, cái phụ tải của nhà máy này cũng truyền qua đường dây 1. Khi cái phụ tải này làm việc thì gây ra lượng tổn thất trong máy biến áp này, cái lượng đấy cũng phải đi qua đường dây 1, tức là sẽ có gồm có này S1 cộng với S2 cộng với S tổn thất ở trong cái máy biến áp này. Đấy là tổn thất công suất, đang nói về công suất đấy. Thì bây giờ mình tổ học là tổn thất điện áp trước, cho nên bây giờ cô chuyển sang lượng tổn thất công suất thì mình sẽ tính như nào, sau đó cô sẽ làm một bài ví dụ gồm tất cả các ấy luôn, tất cả các tổn thất luôn.
hôm trước đã nói phần này rồi, hôm nay cô chỉ nhắc lại một chút về phần đấy thôi. Bạn nào có thắc mắc về về xác định lượng tổn thất điện áp, có thắc mắc gì không? Cần giải thích lại không? Có cần giải thích lại không? Các bạn không không nói gì chắc là không cần giải thích lại đúng không? Tại vì là công thức nó chỉ có như thế này thôi. Bạn xác định được R, bạn đã xác định được X, xác định được P, bạn xác định Q và bạn thay vào công thức này là tính được. Bạn nhớ công thức này rồi tính cho cô sẽ làm ví dụ để sáng tỏ cái công thức này ra. Được chưa? Bạn nhớ công thức này cho cô. Tiếp theo nữa bạn quan tâm. Tại vì hôm trước cô đã bảo các bạn đọc phần này rồi thì các bạn quan tâm cho cô. Xác định lượng tổn thất công suất. Xác định lượng tổn thất công suất. Ở trong giáo trình thì các thầy cô đã đưa ra cái cách biến đổi để xác định. Nhưng các bạn nhớ cho cô hai cái biểu thức này. Biểu thức thứ nhất, P. Nếu các bạn không ấy, theo dõi, các bạn có thể gạch ở trong giáo trình hoặc là các bạn có thể viết ra nhá. Viết ra nhá. Hai cái công thức này cho cô. Công thức thứ nhất, delta P. Đây là đang sẽ cho đường dây nhá. Đường dây trước này. Đang nói về đường dây trước. Trong giáo trình thì nó đưa ra công thức biến đổi cho mình rồi. Thì các em sẽ đọc trong giáo trình đó. Tại vì công thức thì không có gì là khó hiểu cả. Ở đây em nhớ cho cô công thức xác định delta P của đường dây bằng P bình phương cộng với Q bình phương chia cho U bình phương nhân với R. Và tiếp theo là delta Q của đường dây. Delta Q của đường dây bằng P bình phương cộng với Q bình phương chia cho U bình phương nhân với X. Tức là hai cái này nó giống nhau, một cái nhân với R, một cái nhân với X thôi. Được chưa? Cái chỗ đấy không có gì là khó hiểu ở chỗ đấy cả. Thì R là gì? Tính cho đường dây thì đương nhiên R của đường dây và X của đường dây. R của đường dây và X của đường dây. Đúng không? Thế còn P, U định mức vẫn là U định mức của mạng. Từ trước đến giờ vẫn là lấy U định mức của mạng. Thế còn P và Q là gì? P và Q vẫn được xác định giống như trước. Đó là công suất truyền tải ở sau cái đoạn đường dây đó. Hay hiểu rằng là công suất cuối cái đoạn đường dây đó, đầu đường dây và cuối đường dây. Ở trong sách ấy, cuối đường dây thì bao giờ ký hiệu là 2 phẩy, P 2 phẩy và Q 2 phẩy. Còn đầu đường dây bao giờ ký hiệu 1 phẩy, P 1 phẩy và Q 1 phẩy. Thì cái công suất này là công suất cuối đường dây, tức là P 2 phẩy và Q 2 phẩy ở trong giáo trình. P 2 phẩy và Q 2 phẩy ở trong giáo trình. Giống như đây. Nếu mà xác định cho đường dây này là phải hiểu rằng là công suất ở cuối cái đoạn đường dây này. Cuối cái đoạn đường dây này, lúc nãy cô đã nói rồi, bằng công suất ở đây cộng với công suất ở đây và cộng với cái lượng tổn thất ở trong máy biến áp này, tức là cộng dồn cho đến cái vị trí này, cộng dồn phía sau, cộng dồn cho đến vị trí này. Được chưa? P và Q xác định này, trong công thức nó chỉ là công thức đơn giản thế này thôi. P bình phương cộng với Q bình phương chia cho U bình phương định mức nhân với R. Trong đó R là gì? R là thông số của cái đoạn đường dây mình đang cần phải tính. Ví dụ đang tính cho đường dây này thì điện trở của đoạn đường dây này mình tính được bằng cách là R sẽ bằng R0 nhân với L, đúng không? P và Q là công suất ở cuối cái đoạn đường dây này, tức là trên một đoạn đường dây này thì cái công suất này là công suất ở cuối đoạn đường dây này. Đúng chính xác ra là cái U này phải lấy ở cái U này, ở cái vị trí mà xác định P đấy. Nhưng mà trong tính toán cần đúng thì cho phép lấy bằng U định mức để bạn tính toán luôn. Nếu bạn ví dụ bạn biết U ở đây thì bạn thay vào U ở đây bạn tính toán. Nhưng trong trường hợp mà bạn chưa biết nếu bạn chưa biết thì bạn lấy U định mức để bạn tính toán, tức là bài toán tính gần đúng. Hai công thức này bạn nhớ cho cô, hai công thức này bạn nhớ cho cô nha. Tính cho đường dây chỉ hai công thức này thôi, được chưa? Tiếp theo này, tính cho máy biến áp, bạn cứ nhớ cho cô những cái cơ bản đó. Tính cho máy biến áp. Những cái gì mà mấu chốt lại là cô tóm tắt lại đây cho các bạn luôn. Hai công thức này chỉ là một thôi. Đây. Xác định cái lượng tổn thất công suất ở trong máy biến áp.
Đây cho chị có hai công thức này thôi. Hai công thức này là một, hai công thức này một, bạn tính theo công thức trên cũng được và tính theo công thức dưới cũng được. Nhưng thông thường bạn tính theo công thức trên tại vì bạn đã có R và X của máy biến áp rồi, cho nên bạn tính theo công thức trên. Còn tính công thức dưới chẳng qua là khai triển, nó sẽ về công thức trên thôi. Cho nên là mấu chốt bạn chỉ học nhớ là cho cô công thức trên này này. Nhớ cho cô công thức trên này này. Thì đó, delta P0 và delta Q0. Delta P0 là thông số nhà chế tạo cho luôn. Còn delta Q0 thì mình sẽ tính thông qua Y0%. Y0% đây mình sẽ tính được này. Đây. Lấy luôn công thức cho các bạn. Đây. Những cái gì mấu chốt cô nói luôn công thức cho các bạn luôn. Nào. Nhá, bạn quan tâm cho cô công thức này này. Thì trong cái công thức này thì là delta P0 và delta Q0 là mình biết. Biết bằng cách nào? Delta P0 này là thông số nhà chế tạo cho luôn, tức là trên cái mắc máy của máy biến áp ấy, trên cái mắc của máy biến áp là có delta Q0 luôn. À, delta P0 luôn. Còn delta Q0 thì người ta không cho, nhưng delta Q0 được tính bằng là Y0% nhân với S định mức chia cho 100. Trong đó Y0% này hôm trước cô đã nói rồi, đối với máy biến áp thì người ta cho thông số đó. Được chưa? Cho nên mình hiểu rằng là delta P0 và delta Q0 là mình biết, tức là mình chỉ cộng thêm một lượng đấy vào thôi, tức là cái thành phần khi không tải. Hiểu rằng khi không tải nó đã có thành phần này rồi. Khi không có cái phụ tải làm việc đấy thì nó đã có cái thành phần tổn thất này rồi, tức là cứ chỉ cần chạy máy biến áp không tải thôi, nó đã có thành phần này rồi, cho nên bao giờ cũng cộng vào. Thế còn tiếp tục này, R máy biến áp và X máy biến áp là thông số của máy biến áp, thì hôm trước mình đã học thông số của máy biến áp, mình đã tính được thông số của máy biến áp rồi. Đúng không? Biết cách tính thông số của máy biến áp rồi. Thế còn P và Q là gì? P và Q là công suất truyền tải ở sau máy biến áp. Truyền tải ở sau máy biến áp vẫn giống xác định như là xác định lượng tổn thất điện áp đấy, là công suất truyền tải ở sau máy biến áp. Hay có sách thì nó ghi là PB nhỏ hoặc là PA giống như này, PAB này, Q BA như này. Cũng có sách là ghi là PB và QB. Đấy, nhưng mình hiểu là công suất là công suất truyền tải ở sau máy biến áp. Công suất ở truyền tải ở sau máy biến áp. Được chưa? Bạn xác định cho cô, bạn nhớ công thức này cho cô này. Công thức thứ nhất là xác định về đường dây này. Công thức thứ hai là xác định cho máy biến áp này. Hai công thức này là một, hai công thức này là một. Được chưa? Hai công thức này là một. Bạn nhớ cho cô công thức phía trên. Đây là xác định cho đường dây. Đường dây có phụ tải tập trung. Đây cũng là xác định tổn thất về công suất, nhưng đối với máy biến áp thì em nhìn thấy này, phần phía sau thì nó vẫn giống như nhau này, vẫn giống này. Được chưa? Tính cho đường dây thì nó cũng là thông số của đường dây hết, và tính cho máy biến áp là thông số của máy biến áp hết. Nhưng chú ý này, đối với máy biến áp thì có thêm thành phần không tải, mình cộng nó vào, cộng một lượng không tải nó vào. Và hai cái lượng không tải này là đều có đối với thông số của máy biến áp rồi. Một cái là có sẵn, một cái là mình tính thông qua một cái bước nữa là mình sẽ tính được. Bạn hiểu chưa? Cần nói lại không? Các bạn hiểu chưa? Cần nói lại không nhỉ? Cô nói chậm lại đi ạ. Em không nghe được. Chậm lại về phần nào em ơi? Cái phần cô vừa nói ạ, cô nói nhanh quá em chẳng hiểu cái gì. Đây là xác định lượng tổn thất công suất của đường dây, đang cần xác định lượng tổn thất công suất đường dây, thì công thức này là công thức được trong giáo trình nó đã có cách biến đổi đúng không? Đưa hai công thức này, em có thắc mắc gì hai công thức này không? Trong hai công thức này thì bây giờ mình muốn tính được, mình có công thức này rồi, mình muốn tính được thì mình phải xác định R và xác định X. Được chưa? Cái thứ hai xác định P và xác định Q, cái thứ ba là xác định U định mức. Được chưa nhỉ? U định mức là U định mức của mạng, thì cái phần tử đấy nó đứng ở cái mạng nào thì lấy U định mức ở mạng đấy. Ví dụ đang tính ở cấp 10 thì cái U định mức này là 10. Còn nếu mà ví dụ cái đường dây đấy nó ở cấp 0.4 thì U định mức này là U0.4. Thế còn R và X là thông số của đường dây, mà thông số đường dây mình đã học rồi.
R thì tính rất đơn giản bằng R không nhân với L. X tính rất đơn giản bằng X không nhân với L. Xong chưa? Có thắc mắc hai cái đấy không? Không ạ. Bạn nữ thắc mắc hai cái đấy không? Không ạ. Ừ rồi, thế P và Q. P và Q là công suất truyền tải ở sau phần tử đấy. Mình đang tính cho đường dây thì là P và Q là công suất ở cuối cái đoạn đường dây. Như trong giáo trình thì cái P và Q này là ghi là P2 phẩy và Q2 phẩy. Cuối đoạn đường dây thì bao giờ ký hiệu là 2 phẩy. Còn đầu đường dây thì trong sách bao giờ ký hiệu là 1 phẩy. Cái ký hiệu đấy không quan trọng. Nhưng mình hiểu là mình phải xác định là P và Q là gì? Là công suất ở sau cái phần tử mình đang cần đang tính toán. Cụ thể đây là mình đang tính cho gì nhỉ? Cho đường dây. Cho nên là P và Q là ở sau cái đoạn đường dây đó. Ví dụ như một cái bài đơn giản như thế này. Tính cái lượng tổn thất công suất của cái đoạn đường dây này thì mình phải biết được thông số của đoạn đường dây này, tức là biết gì nhỉ? Biết đường dây đấy là có R bao nhiêu, X bao nhiêu, tính được không? Đây, đường dây này có chiều dài này, R0, X0 này, tính được R lớn, X lớn đúng không? Rồi, cái thứ hai, nhìn vào cái máy biến áp này này. Máy biến áp U định mức 1 là 6, U định mức 2 là 0,4. Thì cái đường dây này có cấp điện áp bằng bao nhiêu? Bạn nữ có biết đường dây này có cấp điện áp bằng bao nhiêu không? Em chưa biết ạ. Cái máy biến áp này này, máy biến áp này đấu với một cái đường dây này, bên này đấu với phụ tải. Thì nhìn cái máy biến áp này, máy biến áp có tổ đấu dây này, nhìn thấy không? Cấp điện áp 1 và cấp điện áp 2 đúng không? Thì bên này là bao nhiêu? Cấp điện áp bằng bao nhiêu? Và bên này cấp điện áp bằng bao nhiêu? 6 bên 0,4. Một bên là 6, một bên 0,4. Thì cái U định mức của cái đường dây này là 6 kV. Còn cái phụ tải này thì sẽ là 0,4 kV. Đúng không? Ví dụ đây có một cái đường dây nữa. Đường dây nữa gắn vào đây. Đường dây 1 và đường dây 2. Thì khi mà mình xác định đường dây 1, em có xác định U định mức của nó bằng bao nhiêu không? Ví dụ ở đây nối với một cái đường dây nữa. Đây là đường dây 2. Còn phía trước là một cái đường dây 1. Thì các em cho cô hỏi là cái đường dây 1 này có điện áp bằng bao nhiêu? Bạn nào biết bật loa nói nào. Mà 6 ạ. Vẫn là 6 đúng không? Tại vì là có sự biến đổi điện áp, nếu như là có máy biến áp đấu vào. Đây, nó từ bên này là 6, bên này xuống là 0,4. Chứ còn đây chỗ đường dây này và đường dây mà cũng nãy cô giả sử ở đây thì làm gì có máy biến áp đúng không? Thì vẫn là phải cấp là 6 đúng không? Đúng không nhỉ? Ừ. Ừ. Thế thôi. Thế có xác định được cái này chưa? Cần giải thích cái này nữa không? Không ạ. Rồi, tiếp tục. Công thức của cái này. Công thức cũng biến đổi ra. Ở trong giáo trình nó có biến đổi ra, nhưng em nhớ công thức này. Công thức này thì ta thấy cái phần sau này, ở đây có hai phần. Phần đầu này người ta gọi là phần không tải, còn phần sau người ta gọi là phần có tải. Đây cũng là không tải, đây là có tải, được chưa? Cái thành phần có tải này, có tải này, thì em nhìn đối với đường dây này có giống không? Cũng là P bình phương cộng với Q bình phương chia cho U nhân với R. Đây cũng thế, P bình phương cộng với Q bình phương chia cho U bình phương nhân với R. Đúng không? Thì lúc nãy cô đã nói rồi, cái thành phần này này, đây đang tính cho máy biến áp. Tính cho máy biến áp thì nó gồm có hai thành phần. Máy biến áp thì bao giờ có hai thành phần. Thành phần đầu tiên người ta gọi là thành phần không tải. Thành phần không tải gồm có hai cái này. Còn thành phần phía sau là thành phần có tải. Thành phần có tải thì công thức em nhìn này, giống như đường dây. Cho nên bây giờ cô giải thích như sau này. R này lúc nãy tính cho đường dây thì R này là của đường dây. Còn bây giờ tính cho máy biến áp thì đây R là R của máy biến áp. Được chưa? U định mức thì đối với máy biến áp như bài lúc nãy đây, bài lúc nãy đây là có hai U định mức. Thì bây giờ mình thay U nào là tùy thuộc vào R và X. Em tính theo U nào? Như hôm trước cô nói rồi, R và X, trong công thức R và X xuất hiện U định mức, thì khi mà em tính
cái thông số về cấp nào có thể tính theo cao, cũng có thể tính theo bên hạng. Khi em tính bên nào thì cái u định mức của cái công thức này này em tính tương ứng với hai cái u này, được chưa? Ví dụ lúc nãy em thay u1 để em tính thì cái u này em cũng phải lấy u1 để em tính toán. Lúc nãy em tính cái u này theo u2 thì cái đương nhiên là cái u này em cũng phải tính theo u2 để em tính toán, được chưa? Hai cái này là phải giống nhau, chứ không phải lúc nãy em tính cái này u1 và cái này em tính theo u2 đâu. Cái này nếu em tính theo u1 thì bây giờ cái u này em cũng tính theo u1. Em có nhớ cái tên cái u của máy biến áp tính, cái r của máy biến áp tính như nào không? Lại nhớ lại này. Đối với cái bài này nó chỉ là cái công thức thôi, nhớ là công thức nữa là được thôi, chẳng có gì khó trong cái này đâu. Đây. Được chưa? Cái bài hôm trước là mình học là delta p n u bình phương này chia f bình phương nhân một này. Cái này này, lúc nãy cái này chính là công thức này để tính nhá. Lúc nãy em tính cái u này ở cấp nào? Ở cấp nào thì bây giờ cái u này em phải thay tương ứng với nó. Ví dụ như là lúc nãy em lấy u2 thì cái trong công thức này em phải lấy u2 để em tính toán. Lúc nãy em thay cái này bằng u1 thì đương nhiên cái này em phải lấy u1 để tính toán. Còn delta P0 là thông số nhà chế tạo cho luôn. Đầu bài bao giờ cũng có. Hoặc là nếu ví dụ em phải tra thì trên mác máy bao giờ cũng có. Hoặc là trong lý lịch máy bao giờ cũng có. Còn delta Q0 thì nó không có sẵn, nhưng mà tính toán được bằng công thức đây. Bằng công thức đây. Trong cái công thức này là Y0% này là thông số nhà chế tạo cho. S định mức này nhà chế tạo cho. Mình thay công thức này mình tính được delta U0 là delta Q0. Được chưa? Thay vào đây, cộng thêm một cái lượng này nữa là ra delta Q của máy biến áp. Cái này cộng với lượng này là ra delta P của máy biến áp. Được chưa? Đấy là về máy biến áp. Có thắc mắc gì không? Bạn nào thắc mắc bật mic nói nào. Biết biến áp kia là Z biến áp đấy là cô. Em nói to lên một chút, cô nghe chưa rõ. X biến áp á? X biến áp đây, ui dồi ôi. Bây giờ vẫn còn hỏi X biến áp đây. X biến áp của xác định được R biến áp, xác định được Z biến áp rồi mà không xác định được X biến áp à? Rồi, em quên hết. Nó ăn sẵn rồi. Chưa? Rồi. Xong chưa? Hình dung ra chưa? Rồi. Chẳng chịu đọc bài. Xong chưa nhỉ? Rồi, đấy là đường dây nhá. Đối với đường dây là như này, đối với máy biến áp như này có thắc mắc gì không? Các bạn có thắc mắc gì không thì cô giải thích lại. Không, hiểu. Hiểu chưa? Tốt nhất là bây giờ mà mình học này bạn viết ra cơ, bạn phải viết ra thì nó mới nhớ được. Chứ bạn học mà cô cứ nói lướt lướt như này mà bạn không viết ra rất là khó. Thì những cái công thức mà cô đã đưa ra ở đây là những cái công thức mà các bạn phải nhớ. Còn ví dụ cách biến đổi các bạn không thể nhớ, không nhớ cũng được. Nhưng cái công thức chốt là tính như thế nào lại phải nhớ được. Được chưa? Tiếp tục này. Cái đường dây này là đường dây có phụ tải tập trung. Thế bây giờ đường dây có phụ tải phân bố đều là như nào? Thì mình tính như nào? Thì mình tính cũng rất là đơn giản như sau thôi. Mình cũng tính giống như đường dây này, nhưng điểm đặt của nó là 1 phần 3 đoạn có phụ tải phân bố đều. Mà 1 phần 3 thì tức là hiểu rằng là R này là chia cho 3. Hiểu ý chưa? Đường dây có phụ tải tập trung thì bạn xác định y xì như này cho cô. Được chưa? Còn đường dây có phụ tải phân bố đều, tức là người ta sẽ cho P0 hoặc là cho S0 hoặc là cho Q0, thì bạn xác định cũng giống như công thức này, nhưng chỉ khác cái R này là chia cho 3. Tức là lúc nãy lại bạn
R, bạn lấy là R không nhân với L được bao nhiêu một cái số nào đó, thì lúc này bạn không nhân với số đó nữa mà bạn phải chia cho 3 lần. Còn công thức easy như này, trong đó P0 này sẽ bằng là P này sẽ bằng là P0 nhân với L, Q này sẽ bằng là Q0 nhân với L. Nếu đầu bài nó chỉ cho mỗi P0 thôi thì đây có, còn đây sẽ bằng 0. Còn đầu bài nó chỉ cho Q0 thôi chẳng hạn thì đây là Q có, còn đây P bằng 0, vẫn thắp lắp vào công thức này. Nó bằng 0 kệ nó. Bằng 0 thì đây là bằng 0 cộng với Q bình phương, còn nếu mà đây bằng 0 thì bằng P bình phương cộng với 0. Còn công thức này easy như thế. Nhớ chưa? Sao nó không lên được trên và xuống dưới nhỉ? Đường dây phụ tải tập trung thì bằng 3 lần phụ tải vẫn đều, hay là mình ngược lại là 3 lần B phân bố đều bằng 1 phần 3 lần phụ tải tập trung, vẫn giống như thế thôi, không có gì khác cả. Được chưa? Các bạn suy nghĩ xem là có chỗ nào cần thắc mắc không? Ông cô sẽ đưa một bài ví dụ các bạn làm. Cuối giờ thì cô sẽ có một bài bài kiểm tra. Bài kiểm tra này là bài kiểm tra 45 phút. Và các bạn có thể viết ra trong chụp ảnh gửi lên cho cô theo Classroom nhé. Ấn định giờ nộp. Tí nữa cô sẽ ấn định giờ nộp. Các bạn nộp muộn sẽ bị trừ điểm. Các bạn xem lại những công thức này xem có gì không, để cô sẽ chuyển sang một cái phần nữa. Sau đó mình sẽ làm ví dụ. Trong cái công thức là xác định lượng tổn thất công suất này, các bạn có thắc mắc gì không? Nếu không thắc mắc thì cô sẽ chuyển sang một cái phần nữa, rồi mình sẽ tiếp tục là mình sẽ xác định cái lượng tổn thất điện năng. Hôm đầu tiên là mình xác định lượng tổn thất điện áp, hôm vừa xong là mình xác định lượng tổn thất công suất, bây giờ là mình xác định lượng tổn thất điện năng. Lượng tổn thất điện năng thì lại quá dễ luôn. Lượng tổn thất điện năng cho đường dây, lượng tổn thất điện năng cho đường dây bằng lượng tổn thất công suất của đường dây và nhân với tô. Trong đó tô là thời gian chịu tổn thất công suất lớn nhất. Tô này thì đầu bài có thể cho hoặc là mình sẽ có thể tra dựa vào thời gian sử dụng công suất lớn nhất, ký hiệu là T lớn ấy, và cốt phi trung bình của cái mạng điện đấy. Nhưng mà thông thường thì bao giờ người ta cũng cho luôn là cái tô này bằng bao nhiêu. Còn trong thực tế khi bạn thiết kế thì bạn sẽ tra theo số liệu trong bảng, phụ thuộc vào thời gian sử dụng công suất lớn nhất, tức là cái T max mà lần trước bạn tính đấy, và cái cốt phi trung bình của cái mạng điện đó, thì bạn sẽ tra ra được là cái tô này bao nhiêu. Còn ở trong đầu bài này thì bao giờ người ta cũng cho cái thời gian này là sẵn. Delta P này bạn tính ở bài toán trước vừa xong ấy, bạn tính ở bài toán vừa xong. Ví dụ cho đường dây thì chính là delta P này đây. Delta P nhân với tô, tức là giá điện năng tiêu thụ. Tổn thất điện năng, còn điện năng tiêu thụ tính xong. Tổn thất điện năng, delta là tổn thất điện năng.
Tiếp theo nữa là của máy biến áp. Nào các bạn chú ý cho cô này. Đối với đường dây thì cô vừa nói rồi. Đối với máy biến áp. Đối với máy biến áp thì như sau. Đối với máy biến áp này thì ta thấy như sau này. Delta P0, delta P0 là thông số nhà chế tạo này nhân với T này. T này là thời gian đóng máy biến áp vào lưới. Nếu 1 năm thì em biết T bằng bao nhiêu giờ không? Nếu một năm này T biết bằng T bằng bao nhiêu giờ không? Hôm trước mình học rồi. T bằng 8.760 giờ. Được chưa? Nếu mà đang nói tính trong một năm thì T này bằng 8.760 giờ. Nhớ lại cái số giờ đấy chưa? Xây dựng đồ thị phụ tải đấy. Một năm là 8.760 giờ. Còn cái tô này này. Cái tô này này. Chính là gì? Tô này là thời gian chịu tổn suất trong suất lớn nhất và cũng giống như tô này. Cũng giống như tô này. Được chưa? Thế còn S phụ tải là gì? S phụ tải là công suất truyền tải ở sau máy biến áp. Hay cũng chính là SP. Cũng có câu sách nó ghi là SP. Tức là công suất truyền tải ở sau máy biến áp. Còn đây là S định mức, là S định mức của máy biến áp. Cái S phụ tải này này có thể lấy như sau này. S phụ tải đây. Đây, cái công thức đấy em có thể quy đổi về công thức này cũng được. Nó vẫn giống là công thức lúc nãy thôi, không có gì khác cả. Đây, công thức này nha, cô phân tích tiếp nha. Này, em nhìn này, delta P0 nhân với T thì không có gì thắc mắc rồi. Delta P0 là cho sẵn, còn T là tùy thuộc vào cái thời gian đóng máy biến áp. Nếu một năm là 8.760 giờ, còn họ bảo là tính 2 năm thì mình nhân lên, còn tính nửa năm thì mình cũng sẽ có cái thời T bằng bấy nhiêu. Delta, cái này này, biểu thức này này, cô phân tích như sau này. Delta PN này, S phụ tải chia cho S định mức tất cả bình phương này. Cô phân tích mỗi cái đoạn này thôi, nhìn thấy trên màn hình của cô không? Nhìn thấy không nhỉ? Có. Rồi. Cô phân tích mỗi đoạn này là tô thì không phân tích nữa, tại vì tô nó giống lúc nãy rồi, không phân tích nữa, phân tích mỗi đoạn này thôi. Thì delta PN giữ nguyên này. Cái biểu thức này S bình phương cô đưa ra ngoài này, nhìn thấy chưa? S phụ tải cô đưa ra ngoài này. S phụ tải chia S định mức tất cả bình phương thì có bằng là delta PN là nhân S bình phương. S phụ tải có gì thắc mắc không? Không đúng không? Hai biểu thức này đều cô đều nhân thêm một lượng là U bình phương định mức. Nhân và chia thì nó vẫn giống nhau rồi đúng không? Từ bên này chuyển sang bên này các bạn có thắc mắc gì không? Không. Không đúng không? Thì ta thấy như sau này. Delta PN nhân với U bình phương chia S bình phương thì bằng gì? Bằng gì đây? Bằng gì đây? R biến áp. R biến áp. Bằng R biến áp. Thế còn S phụ tải bình phương thì có phải bằng là P phụ tải bình phương cộng với Q phụ tải bình phương.
Thắng ơi chụp mà tí nhớ chụp mà điểm danh cho cô nhá. Chụp luôn đi bạn ơi. Lúc nãy thấy ba bạn rồi đấy. Thắng hôm nay đi học không đây? Bạn ấy chưa vào được. Thấy. Ba bạn ấy. Bạn Thắng chụp cho cô nhé, Thắng đâu rồi? Ngủ rồi à? Cô thấy 34 bạn rồi nha, cô lại tiếp tục nha. Các bạn vẫn nhìn thấy màn hình cô chia sẻ đúng không? Hường thấy không? Vẫn thấy cô. Ừ rồi, tiếp tục này. À, cô mới chỉ phân tích cái tô này không cần giải thích nữa. Mà cô phân tích mỗi cái này thôi. Thì là viết từ đây chuyển sang đây các bạn có thắc mắc gì không? Từ biểu thức 1 sang biểu thức 2 các bạn không thắc mắc gì đúng không? Thì cái biểu thức 1 này, cái phần đầu của biểu thức 1 này thì chính là R gì? R của máy biến áp này. R máy biến áp này. Thế còn F phụ tải chia cho F phụ tải bình phương chia cho U bình phương thì U bình phương vẫn giữ nguyên này. F phụ tải gì bằng gì? P phụ tải bình phương cộng với Q phụ tải bình phương này. Mà phụ tải tức là phía sau cộng dồn cho đến cái máy biến áp đó. Ví dụ như là đối với cái sơ đồ như này thì F phụ tải chính là cái F của cái máy, mỗi cái phân xưởng này đây. Còn nếu ví dụ có nhiều cái thì mình cộng dồn vào. Còn đây nó chỉ có một cái thôi thì F phụ tải chính là cái S này đây. Chính là cái S người ta cho đây. S2 ở đây. Được chưa? S phụ tải chính là cái sau của máy biến áp đó. Chính là cái công suất ở sau máy biến áp đó. S phụ tải. Thì đối với cái bài này nó chỉ có là phụ tải của nhà máy này thôi. Cho đây chính là cái S2 này đây. Cứ cộng dồn, ví dụ ở đây có một cái đường dây nữa thì hiểu rằng ở đây có một cái phụ tải nữa thì cộng một phụ tải này cộng cái tổn thất trên đoạn đường dây này chính là cái này đây. PP và QP này đây. Nói chưa, các bạn cứ chép vào, tí nữa mình sẽ làm ví dụ. Cứ chép hết những cái mà cô đưa ra đây. Cho nên là các bạn không cần tính theo công thức này và chuyển sang công thức này, bạn tính luôn cộng được. Thì cộng thêm một cái lượng đây thì thay cái biểu thức này vào biểu thức này và nhân với tô nữa là xong. Được chưa? Thế bây giờ như sau. Lúc nãy là đây là một cái máy biến áp. Còn nếu mà giả sử như mà chạm có nhiều máy biến áp thì đây mình nhân với một cái lượng là N nữa thôi. Cái này chia N. Bạn cứ nhớ những cái công thức này xong cô sẽ làm ví dụ luôn. Đây bây giờ một cái ví dụ như sau và các bạn phải tính nhé. Còn cô chỉ đưa ra công thức thôi, còn bạn tính cô sẽ giải thích những cái ký hiệu trên công thức đó. Các bạn sẽ tính. Được chưa? Các bạn nhớ những công thức này chưa? Bây giờ mình sẽ bắt đầu nha. Bây giờ giả sử một cái bài như thế này. Cô có một cái bài như thế này. Cô có một cái bài toán như thế này. Bây giờ mình sẽ làm. Giả sử đây. Đây. Nhìn thấy mà đầu bài không? Các bạn nhìn thấy đầu bài không? Có. Rồi, các bạn nhìn thấy đầu bài. Đây. Yêu cầu đầu tiên, thành lập sơ đồ thay thế của mạng điện. Thì cái mạng điện này gồm có một đường dây và một cái máy biến áp. Đúng không? Thì đường dây, bạn nhớ lại này. Tí cô sẽ đưa cái sơ đồ, nhưng bạn nhớ lại này.
Đường dây thì bạn sơ đồ thay thế của bạn gồm có điện trở và điện kháng, đúng không? Máy biến áp của bạn cũng có điện trở và điện kháng. Hai cái đường dây với máy biến áp này nối tiếp với nhau thì bây giờ bạn chỉ cần ghép lại với nhau thôi, đúng không? Như này. Nếu các bạn có thể là ghi đường dây là một cuộn dây như này, hoặc là bạn vẽ như thế này thì là tùy bạn. Bạn có thể vẽ theo hình 1 cũng có thể vẽ theo hình 2. Các bạn có thắc mắc về sơ đồ thay thế này không? Bạn đã học rồi đúng không? Sơ đồ thay thế này, đây là đường dây này. Được chưa? Đường dây là sơ đồ thay thế của đường dây này. Đây là sơ đồ thay thế của máy biến áp này. Được chưa? À, đây này. Sơ đồ thay thế của máy biến áp gồm có này, cái này và cái này này. Được chưa? Ba cái này là 1 này, cái này là 2 và cái này là 3 này. Hoặc là bạn có thể viết dưới dạng vẽ dưới dạng này cũng được. Không nhất thiết phải vẽ dưới dạng cuộn dây. Đấy, bạn muốn vẽ kiểu nào thì bạn vẽ. Được chưa? Đường dây gồm có cái này và cái này này. Chứ còn phụ tải 1 và phụ tải 2 đó là thông số của đầu bài này. Phụ tải 1 và phụ tải 2 là thông số của đầu bài này. Phụ tải 2 này này, công phụ tải của nhà máy này có S này, S2 này. Được chưa? Đầu bài người ta cũng có thể cho S2 ở đây. Cũng có thể người ta vẽ như thế này thì mình hiểu đều hiểu là S2 ở đây. Các bạn có thắc mắc gì đầu bài không? Là bạn nhìn sơ đồ này. Đầu bài là gồm có đường dây này cùng cùng cái máy biến áp này. Ở cái cuối đường dây này dùng một phụ tải này này, ở cuối máy biến áp dùng một cái phụ tải như thế này này. Được chưa? Đường dây có chiều dài đường dây này, có R0, X0 này. Máy biến áp có những thông số đầu bài cho này. Được chưa? Phụ tải người ta cũng cho này, phụ tải 1 người ta cũng cho thông số này, phụ tải 1 cũng cho thông số, phụ tải 2 cũng cho thông số này. Được chưa? Các bạn thắc mắc gì đầu bài không? Thành lập sơ đồ thay thế của mạng điện các bạn có làm được không? Như lúc nãy cô vừa nói rồi, đường dây thì sơ đồ thay thế của nó gồm chỉ có một điện trở và một điện kháng thôi. Máy biến áp cũng có một điện trở và điện kháng thôi, vì hai cái này nó nối tiếp với nhau thì bạn vẽ cho cô như này. Vẽ được chưa? Vẽ rồi. Được đúng không? Thì bây giờ cái thứ hai là tính thông số của các phần tử trong mạng. Là tính gì? Tính R của đường dây, tính R của máy biến áp, tức là tính cái này đây, tính cái này đây. Tính cái này đây, tính cái này đây, các bạn có tính được không? Tính được không? Được rồi ạ. Tính được. Đây, tính được đây. R của đường dây, R của máy biến áp đây. R của đường dây, R của máy biến áp đây. Được chưa? Đường dây và máy biến áp đây, các bạn có tính được không? Đây là thông số. Thế ở đây này, ở đây là thế sau này. Đối với máy biến áp thì có hai cấp biến áp. U định mức 1 và U định mức 2. Như hôm nọ cô nói là em muốn tính bên nào là tùy của em. Thế nhưng mà để mà cho sơ đồ đỡ rườm rà và đỡ phải quy đổi nhiều, thì mạng điện khai triển về bên nào nhiều thì em nên tính về bên đấy. Thì ta thấy như sau này. Đối với máy biến áp này có thể tính theo bên 10 này, cũng có thể tính theo bên 4 này. Không có gì thắc mắc cả. Thế nhưng mạng điện khai triển về bên 10, à, xin lỗi, bên 6, bên 0.4 chứ 10. À, mạng điện khai triển về bên 6, đưa đầu bài cho 6 chứ phải cho 10. Bên 6 thì nên tính về bên 6, cho nên là sơ đồ. Đây, cái này em nên thay bằng 6. Cái này em thay bằng 6. Nên nhá. Còn nếu em tính 0.4 cũng được, nhưng mà khi mà em tính xong thì em phải quy đổi sang bên cấp 6. Được chưa? Cho nên em thay luôn cấp 6 và em tính toán. Có thắc mắc không? Có thắc mắc chỗ đấy không? Không. Không à? Không, tiếp nhá. Có, cô nói lại được. Công thức này có biết không? Thầy công thức rồi mà. Công thức này có tính được không? Tính được. Không thắc mắc công thức này thì công thức này có tính, công thức này có lấy được ra không? Có, cái đoạn khai triển về bên nào ạ? Ui. À, nói là khai triển về bên nào gì? Rồi. Về nguyên tắc, cái U định mức của máy biến áp ấy có hai, đối với máy biến áp 3 pha 2 cuộn dây thì bao giờ cũng có hai mức, đúng không? Em tính thông số về cấp nào thì em lấy U định mức ở cấp đấy. Thế nhưng mà nếu mà bây giờ em với cái bài toán này em tính 0.4 cũng được. Thế nhưng khi mà tính toán xong thì em phải quy đổi về cấp 6. Cho nên để mà dễ thì bao giờ khi mà mình tính thông số, mình thấy mạng điện khai triển về bên nào nhiều thì em lấy cái U định mức bên đấy em tính toán. Thì đối với cái sơ đồ này thì mạng điện nó khai triển về bên 6, thì trong sơ đồ, ở trong công thức
em nên thay vào 6 để em tính toán. Cô là khai triển là cái số nó to hơn nhỉ? Hả? Sao sao mình biết là khai triển ở bên 6 à? Thế bên này có cái bên bên 0,4 còn cái đường dây nào không? Không ạ. Ờ, thế bên này có mấy phần tử? 1. Ví dụ ở đây có 5 cái đường dây nữa. Bên này chỉ có một đường dây thôi thì em nên tính cái u máy biến áp này về bên nào? Về bên phải. Ờ, cứ thôi, bên này không có cái gì cả, bên đây không có phần tử nữa, bên này có một phần tử thì nhiều hơn à? Thế ở kia nó có phụ tải nhỉ? Được chưa? Được chưa? Rồi ạ. Rồi, tiếp tục. Xác định lượng tổn thất công suất của các phần tử, tức là gồm có đường dây và máy biến áp. Xác định cái lượng tổn thất, tại vì cái đường dây này này phải xác định được công suất cuối đường dây, mà công suất cuối đường dây nó liên quan đến lượng tổn thất phía sau. Cho nên khi mà mình xác định cái lượng tổn thất thì bao giờ mình cũng tính ngược từ cuối trở về đầu. Thống nhất thấy chưa? Từ cuối trở về đầu, tức là mình phải xác định máy biến áp trước. Cho nên đây, xác định máy biến tổn thất trong máy biến áp đây. Tổn thất trong máy biến áp thì công thức lúc nãy có rồi. Được chưa? Em nhìn này. Em nhìn với cái bài toán cụ thể của mình, em có xác định được delta P không không? Có xác định được là PB bằng bao nhiêu, QB bằng bao nhiêu không? Với cái bài toán cụ thể của mình, công thức là công thức chuẩn này rồi. R máy biến áp chính là đây đây. Được chưa? PB và QB, PB và QB là công suất truyền tải ở sau máy biến áp này, mà truyền tải sau máy biến áp này có phụ tải này thôi. Vụ tải này thôi chính là 500. Được chưa? 500. P bằng 500. Đây là P, đây là Q. Thay vào đây. P đây, Q đây. Thắc mắc gì không? Thế cái U này lấy U mấy bằng U mấy? Ai chuyển theo U1 thì lấy bằng 6. Ờ rồi, xong chưa? Đây này, cũng có sách nó ghi luôn là biến áp này, cũng có sách nó ghi là B này, nhưng đầu bài cụ thể đấy chính là cái U2 của mình này, cái Q2 của mình này. Đây này cũng có thể là AB này, cũng có thể ghi là máy biến áp ghi là AB này, cũng có sách nó ghi tắt là B này, nhưng trong đầu bài thực tế của mình chính là P2 và Q2. Được chưa? Tiếp tục này, tính cho đường dây. Tính cho đường dây thì công thức của nó, công thức của đường dây là chính là gì nhỉ? P bình phương cộng với Q bình phương chia cho U bình phương đỉnh mức. Như lúc nãy cô nói rồi là cuối đường dây thì bao giờ ký hiệu là 2 phẩy. Thì ví dụ giả sử ghi 2 phẩy như thế này, thì bây giờ 2 phẩy được xác định như thế nào? Cuối đường dây này, tức là cái vị trí này đây, cái vị trí sát này đây, thì bằng cái gì? Bằng cái S1 cộng với S2 này này, cộng với cái lượng tổn thất S lúc nãy mình vừa tính được ở đây này. Được chưa? Hay tính là P và Q tách riêng ra cũng được. Này. Cuối đường dây này. Cuối cái đường dây này. P2 phẩy cuối đường dây này. 2 phẩy là cuối mà. Thì bằng là P2 này. P2 này. Cộng với delta P2 này. Tức delta P2 tức là delta của máy biến áp. Được chưa? Delta của máy biến áp này cộng với P1 này. Được chưa? Đây. P2 là cái chỗ này này, cộng với P1 này, cộng với lượng tổn thất trên cái máy biến áp này này, chính là công suất của cuối cái đường dây, cuối đường dây hay ký hiệu là P1 phẩy. Ký hiệu thôi, cái ký hiệu đấy là mình không quan trọng, nhưng mình hiểu là đang xác định cho đường dây thì mình phải xác định công suất cuối đường dây. Mà công suất cuối đường dây là gì? Cộng dồn phía sau đến vị trí đó. Cộng dồn phía sau là cộng gì? Dồn phía sau đến cái vị trí này thì có thấy là P1 này, hay nói chung là S1 này, đây có là S2 này, cộng với tổn thất của cái máy biến áp này này. Được chưa? Cộng dồn cho phía nó, cộng hết cho đến nó. Được chưa? Hiểu không? Cứ cộng dồn cho đây nó. Chỗ này hiểu không?
Hiểu chưa? Cần nói lại chỗ này không? Như lúc nãy cô ấy nói rồi, muốn xác định tổn thất, cả tổn thất công suất, cả tổn thất điện áp, thì phải biết thông số của nó. Thông số tức là biết R và X. Cái thứ hai là biết công suất cuối nó. Mà công suất cuối nó được xác định như này đây. Đối với máy biến áp, công suất cuối nó được xác định như này đây. Được chưa? Khi mà mình biết hai cái thông số này rồi, mình lại thay vào công thức đây. Thay vào công thức đây mình xác định thôi. Công thức xác định y gì như thế. Phần này các bạn thắc mắc không? Các bạn có thắc mắc phần này không? Thắc mắc không nhỉ? Không cô. Nếu bạn nào thắc mắc thì các bạn nói to nhé. Tiếp theo này, bài tiếp theo này, ý tưởng tiếp theo này. Xác định lượng tổn thất điện áp của các phân tử. Thì ở đây cũng có hai phân tử, xác định lượng tổn thất của máy biến áp và đường dây thôi. Máy biến áp và đường dây. Đây, máy biến áp đây. Cụ thể PAB trong máy biến áp này bằng bao nhiêu? Là P2. Cái này là Q2. R máy biến áp tính rồi, X máy biến áp tính rồi. Lúc nãy R biến áp và X biến áp tính theo U6, thì cái U này là U6, thay vào đây là xong. Được chưa? Tiếp tục này, tổn thất cho máy biến áp cũng là công thức này. Và nhớ rằng là P này là P công suất cuối cái đường dây. Cuối đường dây chính là P1 2 phẩy mình vừa tính được, và Q1 2 phẩy mình vừa tính được. Được chưa? U này, U đường dây nằm ở đâu? Nằm ở 6, cho cái U này phải lấy bằng U, U6. Hai công thức này bạn có thắc mắc không? Công thức nó chỉ có thế thôi. Mục đích của mình là mình phải xác định được là R và X của cái thông số phần tử nào. Cái thứ hai là P và Q là công suất của cuối phần tử đó. Bạn cứ nhớ đây cho cô. Được chưa? Cái tiếp theo, cái ý họ hỏi tiếp theo, xác định lượng tổn thất điện năng. Xác định lượng tổn thất điện năng. Và người ta cho tô luôn rồi. Thời gian chịu tổn thất công suất lớn hơn tô rồi, thì không quan tâm đến tô nữa. Của mạng điện này là của đường dây và của máy biến áp. Của đường dây này đơn giản thôi. Của đường dây đâu nhỉ? Đường dây chưa có đây. Đường dây đây. Đường dây đây. Đường dây lúc nãy bạn tính được rồi. Tính được ở trên này rồi. Đây. Bạn nhân thêm tô là xong delta. Delta A. Được chưa? Máy biến áp thì đây, delta Q không có rồi, T nếu mà 1 năm thì cuội nó rồi, bằng 8760 giờ. Thế còn công thức này đây, PB phụ tải bình phương, Q phụ tải bình phương, thì chính là gì nhỉ? P ở truyền tải ở sau máy biến áp, Q truyền tải ở sau máy biến áp. Và cụ thể đối với bài toán này chính bằng là P2 và Q2 thôi. Truyền tải sau máy biến áp nó chỉ có là phụ tải này thôi. Đúng không? Truyền tải ở sau máy biến áp chỉ có cái phụ tải này thôi. Cho nên là với cái bài toán này là chỉ có gì nhỉ? P2 và Q2. PP và đây là P2 và Q2. Thế còn U định mức này vẫn lấy bằng khi mà mình tính toán R máy biến áp này, cho nên U này vẫn phải lấy U bằng U6. Được chưa? Vẫn lấy bằng U6. Còn tô người ta cho rồi. Đây người ta cũng cho tô rồi. Mình thay đúng vào công thức này để mình tính toán thôi. Được chưa? Bây giờ
Bây giờ các bạn tự tính cho cô. Với bài toán này các bạn tự tính xem có vướng ở chỗ nào rồi các bạn hỏi. Các bạn làm bài tập này cho cô. Các bạn tự tính, có thể bạn không cần ra đáp số, bạn tự tính, bạn trong cái công thức bạn viết ra đấy, bạn công thức ý tưởng nào và công thức nào bạn chưa nắm được, bạn sẽ nói hỏi lại cô. Các bạn dành 10 phút cho các bạn nhé. Các bạn làm bài này cho cô, thành lập sơ đồ thay thế của các phần tử. Cái thứ hai là tính thông số các phần tử trong mạng điện này, mà mạng điện này nó chỉ có 2 phần tử thôi. Cái thứ ba là xác định lượng tổn thất công suất. Thứ tư là xác định lượng tổn thất điện áp. Và thứ năm là lượng tổn thất điện năng. Các bạn 10 phút nha. Bây giờ là 2 giờ kém 10. À đâu, 2 giờ rồi. 2 giờ, 2 giờ 10 được. Các bạn hỏi bài nha. Nếu các bạn không hỏi thì sẽ làm bài kiểm tra. Còn hỏi cô sẽ giải thích cho nào thông rồi thôi. Các bạn tự bắt tay vào làm bài toán này xem có vướng ở chỗ nào không. Ví dụ tính thông số các bạn có tính được không? Tính lượng tổn thất bạn có tính được không? Các bạn cần thử hỏi đi, tại vì là tí kiểm tra cô sẽ kiểm tra vào phần này. Tí kiểm tra cô sẽ cho kiểm tra vào phần này cho nên các bạn phải hỏi luôn. Các bạn phải bắt tay vào làm đi xem có vướng ở chỗ nào không. Không cần tính ra số liệu cũng được, thế nhưng mà các bạn phải biết trong cái công thức đấy có cái phần tử nào bạn chưa nắm được. Vâng. Cái này có thể đổi đơn vị không cô? Thông thường thì R và X thì bạn tính bằng ohm, đơn vị bằng ohm. Còn các thứ bạn vẫn sẽ tính theo watt hoặc kilowatt thì tùy bạn, volt hoặc kilovolt thì tùy bạn, tức là bạn phải tự đổi đơn vị.